Trước giờ chưa từng thấy cô gái nào dũng mãnh như này, ra tay đánh hai cậu con trai thành bộ dạng như thế này đây. Cha mẹ của hai cậu bé tới giải quyết, người bố vội vàng thành thật xin lỗi, tiễn hàng xóm đi. Xem ra ông không hề tức giận, con gái thì lại mô tả sống động quá trình gây án của mình, nhưng người cha ở bên cạnh lại lộ ra sự vui vẻ ngoài mong đợi. Lúc này, hai cô gái hoàn toàn không biết rằng chuyện này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ. Mahavi là một nhà vô địch đồ vật quốc gia, nhưng vì cuộc sống không cho phép nên buộc phải giải nghệ sớm. Điều tiếc nuối nhất trong đời anh là không thể vì quốc gia mà đem về huy chương vàng, chỉ đành gửi gắm hy vọng này lên người con trai còn chưa ra đời. Nhưng anh chẳng thể ngờ vợ mình sinh liên tiếp 4 cô con gái. Nhìn chồng mình thất vọng như vậy, vợ anh vô cùng tự trách bản thân. Nhưng Mahavi lại nói, anh rất yêu con gái của chúng ta, nhưng chỉ có con trai mới thực hiện được ước mơ của anh. Anh đặt tất cả vinh quang từng giành được vào trong hộp, định từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng chính hôm đó, màn biểu diễn đặc sắc của hai cô con gái đã thổi bùng hy vọng trong Mahavi. Hóa ra, con gái cũng kế thừa dòng máu đồ vật của anh. Ngay lúc này, anh đã đưa ra một quyết định quan trọng, anh định để hai con gái học đồ vật cùng mình. Vợ anh biết được chuyện này thì kịch liệt phản đối, bởi cô chưa từng nghe qua chuyện con gái lại đi học đồ vật. Nhưng Mahavi đã hạ quyết tâm rồi. Hôm sau lúc 5 giờ, khi trời vừa mới sáng, Mahavi đưa hai con đi ăn bánh mì giòn mà chúng thích nhất, bảo rằng hãy cứ ăn cho thỏa thích, bởi vì từ hôm nay trở đi, hai đứa sẽ không được động vào đồ ăn này nữa. Sau đó mỗi ngày vào lúc 5 giờ sáng, Mahavi đã gọi cho con gái dậy, bắt đầu huấn luyện thể lực. Hai cô bé mặc đồ của con trai, chạy bộ giữa cánh đồng rộng, sử dụng máy móc lao động để tăng sức mạnh cơ bắp. Anh muốn đưa con gái đến sân tập để rèn luyện kỹ năng, nhưng lại bị phản đối gay gắt. Không còn cách nào, anh chỉ đành tự tạo một sân tập, sau đó còn nhờ cháu trai đến tập cùng con gái. Ngày qua ngày chỉ luyện tập và luyện tập, hai cô bé mệt nhọc không nói nên lời. Hai đứa tới tìm cha, nói rằng đất ở sân tập quá bẩn, đầu của chúng thậm chí còn có cả cháy rồi. Mahavi chẳng nói câu gì, lập tức gọi người tới cắt tóc của chúng đi. Phải nói rằng ở Ấn Độ lúc đó, cách làm này thật sự chẳng mấy ai chấp nhận nổi. Đi trên đường, họ nhanh chóng biến thành trò cười của mọi người. Không chỉ vậy, hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu chỉ trỏ Mahavi, cho rằng anh ta điên mất rồi. Nhưng đối mặt với những lời bàn tán, Mahavi vẫn kiên quyết như cũ. Nhưng con gái không thể chịu được khi nhìn ánh mắt của hàng xóm nữa. Hai đứa quyết định phản kháng lại cha. Nhân lúc Mahavi còn ngủ, cả hai đổi giờ của đồng hồ báo thức. Đến khi Mahavi thức dậy, hai cô bé mới giả vờ chăm chỉ luyện tập. Còn nhân lúc anh không để ý, làm đèn hỏng để đỡ phải tập nữa. Mahavi mặc dù biết hết những chuyện này là do con gái làm, nhưng lại không hề làm gì hai đứa cả. Cho tới một ngày, con gái tham dự lễ cưới của bạn. Sau khi buổi lễ kết thúc, họ giải bày tâm sự với bạn bè về những khổ cực phải chịu. Nói cha đã khắc nghiệt với mình như thế nào. Nhưng bạn của họ lại nói, ít ra thì cha của các bạn vẫn vì bạn mà suy nghĩ. Còn cha của mình chỉ suy nghĩ xem sẽ bán mình cho ai. Sau đó sẽ vì một người đàn ông chưa bao giờ gặp, bưng trà rót nước, hầu hạ khắp nơi. Còn cha của các bạn lại vì chính tương lai và cuộc đời của các bạn để hành động. Chẳng ngại đối mặt với bao lời đàm tiếu. Chẳng phải nên cảm thấy may mắn hay sao? Hai cô bé nghe xong hoàn toàn tỉnh ngộ. Họ cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của cha mình. Sáng sớm hôm sau, Mahavi tỉnh dậy định sang gọi con gái. Nhưng phát hiện ra hai đứa đã dậy từ bao giờ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cả hai không còn than trách, không còn lười biếng. Thậm chí còn liều mạng thúc ép bản thân đến cả lúc đang ở lớp học cũng luyện cơ tay. Không lâu sau, năng lực của hai cô bé tiến bộ vượt bậc, đến cả cháu trai tập cùng cũng không đấu lại hai chị em nữa. Xem đến đây, Mahavi biết rằng đã đến lúc để hai đứa trẻ tham gia thi đấu. Anh đưa hai con gái lên trấn trên, ban tổ chức nghe tin sẽ có con gái tham gia cuộc thi, cho rằng đây là cơ hội cực tốt để kiếm tiền. Sau màn quảng bá nhiệt tình, cuộc thi vốn chẳng ai thèm ngó ngàng, ngày thi đấu bỗng nườm nượp người đến. Nhưng phần lớn khán giả tới cũng chỉ xem sự náo nhiệt mà thôi, chẳng ai tin con gái lại thắng được cuộc thi này. Đến trọng tài cũng nói với cô bé, nhưng cô không chọn người thấp nhất, cũng không chọn người gầy nhất trong 4 người. Trận đấu bắt đầu, Kita tấn công rất mạnh, cậu con trai vì khinh địch nên rơi vào thế bất lợi. Kita tận dụng cơ hội, đẩy đối thủ ngã xuống đất. Sau khi đối thủ đứng dậy, nghiêm túc hơn rất nhiều, anh không dám khinh thường cô gái này nữa. Nhưng cho dù như thế, đối thủ vẫn bị Kita đẩy ngã. Nhưng bởi vì sức lực không đủ nên Kita không thể hoàn toàn đánh bại cậu bé kia. Dần dần, sự đuối sức đưa Gita về thế bất lợi. Đối thủ nắm chắc cơ hội này, kẹp bắp chân trái của Gita cùng với việc lưng chạm đất, cô thua trận đấu lần này, thế nhưng lại giành được sự công nhận của toàn bộ người xem. Cô thất vọng đi tới trước mặt cha nói xin lỗi, Mahavi vỗ vai cô bé và nói, không sao đâu. Gita trở về nhà mãi không ngủ được, đây là lần đầu tiên cô khát vọng thắng lợi đến thế. Gita ngồi dậy nói với cha. Ok,
Trận thi đấu sau đó, Kita thể hiện vô cùng dũng mãnh, cô không ngừng chiến đấu với từng đối thủ nam, chiến thắng liên tiếp các trận đấu. Chàng trai từng đánh bại cô trước đó, giờ đây cũng bại trận dưới tay cô. Đến cả em gái Babita cũng rất khó nhằn, giải thưởng chiến thắng của hai chị em nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng. Những câu nói nghi ngờ được thay bằng những tràng pháo tay công nhận. Nhưng những điều này mà nói với Mahavi vẫn chưa đủ. Anh muốn con gái tiến xa hơn nữa, đầu tiên là phải giành chức vô địch đồ vật quốc gia. Để chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo, Mahavi nghỉ công việc đang làm. Vì không có tiền mua thảm đấu chuyên nghiệp, anh ôm hết chăn lên tầng thượng, tự thiết kế một thảm tập. Ở đây anh giảng cho các con về quy tắc hệ thống điểm. Qua thời gian dài tập luyện, cả hai chị em tiến bộ thần tốc. Trong cuộc thi toàn quốc tiếp theo, Kita vượt qua mọi trở ngại, kể cả đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, cô cũng chưa từng bại trận. Từ một người bị vật thua lần đầu, giờ đây Kita đã vinh quang giành chức vô địch. Thời gian vài năm chớp mắt đã trôi qua, Kita chuyển từ giải đấu thiếu niên sang giải trưởng thành, không có chút lo lắng hồi hộp nào, cô lại giành được chức vô địch toàn quốc. Nhưng lần này, cô muốn rời khỏi quê hương để theo học tại Học viện Thể thao Quốc gia. Mahavi không yên tâm, bèn cùng với Kita đến tận nơi. Nhưng không ngờ, ngày đầu tiên tới đây, huấn luyện viên đã yêu cầu tất cả mọi người hãy quên hết những bài tập sai trước đây, sau đó nghe theo sự sắp xếp của mình, định hình lại bản thân. Nghe thấy vậy, Mahavi tìm gặp huấn luyện viên, nói Kita trước đó đều do ông dạy dỗ, mong rằng huấn luyện viên có thể chỉ dẫn chính xác và Kita nhất định sẽ giành được huy chương vàng về cho Ấn Độ. Nhưng câu này đã khiến huấn luyện viên tức giận. Vì không muốn gây rắc rối cho con gái, Mahavi chỉ đành rời đi trong im lặng. Không giống với cách huấn luyện điên cuồng của Mahavi, việc tập luyện ở đây vô cùng lỏng lẻo. Kita không chống lại được cám dỗ, nhanh chóng buông thả bản thân. Cô bắt đầu xem phim, ăn các thực phẩm cay, còn nuôi mái tóc dài vẫn hằng mơ ước. Cô ngày càng dành nhiều thời gian để làm những chuyện chẳng liên quan đến luyện tập. Khi Kita trở về thăm nhà, cô tự hào kể về chuyện ở học viện. Mặc dù Mahavi nhìn thấy những thay đổi của con gái, nhưng ông lại không nói gì cả. Hôm đó, Kita nhìn thấy em gái vẫn sử dụng phương thức ngày xưa cha dạy, bèn nói với em những thứ này đã cũ rồi. Cô dạy các phương thức mới cho em, nhưng lại bị Mahavi vô tình trông thấy được. Ông muốn Kita thể hiện cho mình xem, nhưng ngay giây sau, cô đã bị vật ngã xuống đất. Cô điên cuồng tấn công, muốn chứng minh thực lực của bản thân. Lúc này, thể lực của cô đang ở thời kỳ đỉnh cao, còn Mahavi đã già đi rồi. Bởi vì sức lực không thể so bì với thanh niên, nên cuối cùng ông vẫn bị Kita đánh bại. Sự kiêu ngạo của Kita khiến em gái không thể nào nhịn nổi nữa. Cô nói với Kita, chính vì những gì cha đã dạy, chúng ta mới có ngày hôm nay. Hơn nữa, không phải bố thua vì kém chị, mà vì ông đã già rồi. Kita quay trở lại học viện, đại diện tuyển quốc gia đi tham gia thi đấu. Nhưng dựa vào những kỹ năng huấn luyện viên đã dạy, ngay vòng đầu tiên, Kita đã không thắng nổi, thậm chí là hoàn toàn bị nghiền nát. Mà em gái ở bên cạnh, theo cách dạy của cha, nhẹ nhàng giành chức vô địch. Cuối cùng, Babita cũng tới Học viện Thể thao Quốc gia, nhưng thấy Kita thong dong như vậy, Babita chẳng thể hiểu nổi. Nhớ lại lần đầu Kita thua cuộc, cả đêm mãi chẳng thể ngủ được. Nhưng giờ thua giải đấu quốc gia, lại không hề thấy sự thất vọng, dù chỉ là một chút. Kita nói, em lo chuyện của em đi, rồi nói mình sẽ chỉ thua lần này. Nhưng đến giải vô địch Jakarta tiếp theo và giải vô địch Istanbul, Kita đều thất bại ngay từ vòng đầu tiên. Dường như bản thân không thể thoát khỏi lời nguyền này. Huấn luyện viên nói với Kita, đây không phải là lỗi của em, có những người sinh ra đã không có duyên với giải vô địch rồi. Câu nói này đã khiến Kita hoàn toàn hiểu rõ khoảng cách giữa huấn luyện viên và cha. Dưới sự cổ vũ của em gái, Kita cuối cùng cũng gọi điện thoại về cho Mahavi. Kita nhìn vào bản thân trong gương, quyết đoán cắt mái tóc dài. Cô làm như vậy là để tìm lại mình của ngày xưa. Cô tới phòng tập, cả hai chị em nhìn nhau cười. Nhưng huấn luyện viên đột nhiên xếp Kita từ bỏ hạng cân 55kg xuống hạng cân 51kg tranh huy chương. Biết được tin này, Mahavi giận tím mặt. Ông chuẩn bị tới học viện, đích thân chỉ đạo con gái. Biết con gái mỗi ngày đúng 7 giờ tập luyện, Mahavi nói với họ, hãy đến gặp ông đúng 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mới quen thuộc làm sao? Từ ngày đó, cả hai chị em từ lúc trời còn chưa sáng đã tới tìm cha để bắt đầu tập luyện. Họ dường như quay trở về điểm xuất phát. Mahavi cũng dạy các con nhiều chiến thuật hơn. Để đảm bảo cho Kita có thể giữ ở hạng cân 55kg, Mahavi sẽ chuẩn bị những bữa ăn phụ cho cô mỗi ngày. Nhưng niềm vui chóng tàn, họ vẫn bị huấn luyện viên phát hiện ra. Học viện không cho phép Mahavi lén lút dạy con, nếu không sẽ đuổi chúng khỏi học viện. Vì tương lai của các con, Mahavi chỉ đành đồng ý. Nhưng đại hội thể thao lần kế tiếp sắp đến rồi. Để giúp con gái giành chức vô địch,
ông liên tục xem từng video thi đấu của hai con. Ông đã chỉ ra những thiếu sót của con mình, cũng tìm những kẽ hở của đối thủ. Không lâu sau, Đại hội Thể thao Toàn quốc khai mạc. Đối mặt với đối thủ đầu tiên, Mahavi bảo Geeta tấn công liên tục và phát huy lợi thế, mà huấn luyện viên lại yêu cầu cô phòng thủ. May mà Geeta nghe theo lời chỉ đạo của cha, chiến thắng vòng đấu mà không có rủi ro nào. Nhưng trận bán kết tiếp theo đây sẽ là một trận vô cùng khó khăn. Đối thủ đã từng hai lần vô địch thế giới. Huấn luyện viên lại vì không muốn Geeta thua quá thảm, bảo cô tiếp tục tấn công, lấy được càng nhiều điểm càng tốt. Mà sau khi nhìn lại đoạn băng thi đấu của đối thủ, cha lại nói với Geeta rằng phải dùng chiến thuật phòng thủ, bởi vì khi đối thủ không lấy được điểm nào sẽ vì nóng tính mà mắc sai lầm. Khi đó, hãy tìm cơ hội để tấn công đối phương. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Geeta nghe theo lời của cha, nghiêm túc phòng thủ. Lời của Mahavi quả nhiên chuẩn xác. Đối thủ vì tấn công mãi không thành, bắt đầu chơi chiêu khóa cổ tay của cô. Đã có dấu hiệu phạm quy, nhưng Geeta không hề bị kích động mà vẫn luôn tìm những sai sót của đối thủ. Cả hai đều giằng co căng thẳng, đi đến kết quả hòa. Chỉ đành tiếp tục trận đấu bằng cách, hai bên dùng một đồng xu quyết định bên nào thủ, bên nào công. Rất không may, Geeta tung vào thủ, bị đối phương ôm một chân. Nếu giữ được trong 30 giây, cô sẽ giành chiến thắng. Geeta hít thở sâu, điều chỉnh nhịp độ, nhưng không ngờ ngay giây sau đó, cô đã bị đối thủ dùng sức nhấc lên. Vào thời khắc quan trọng, Geeta điều chỉnh trọng tâm trên không, rơi xuống nhanh chóng, xoay người, lấy được một điểm. Geeta giành chiến thắng. Mặc dù thuận lợi vào được vòng bán kết, nhưng huấn luyện viên vô cùng tức giận vì liên tiếp hai lần chỉ đạo mà Geeta đều không nghe theo. Thế này coi ông ra gì? Vì thế trước khi trận chung kết bắt đầu, huấn luyện viên đã cho người đưa Mahavi vào một căn phòng, sau đó nhốt ông ở trong đó. Mahavi dùng đủ mọi cách cũng không thể thoát ra ngoài, muốn gọi điện thoại cũng không có tín hiệu. Trước sự bất lực, ông chỉ đành cầu nguyện cho Geeta. Lần này, cô chỉ có thể dựa hoàn toàn vào bản thân. Nhưng đối thủ lần này đã từng hai lần đánh bại Geeta. Loại áp lực tâm lý này không cần nói cũng biết. Ngoài dự đoán là, trong vòng đầu, Geeta đã phát huy lợi thế tấn công của mình, chiến thắng với cách biệt 5-1. Sang vòng 2, những đòn tấn công của đối thủ rất mạnh, Geeta liên tiếp thua trận, dẫn trước với 2 điểm lợi thế. Đối thủ dựa vào chiến thuật làm chậm lại nhịp độ trận đấu, thắng được một hiệp. Lúc này, Geeta mong mỏi nhìn mãi về phía chỗ ngồi của cha, cô khao khát ông ở đây biết nhường nào, có thể kịp thời đưa ra cho cô những chỉ dẫn. Tới vòng đấu tie break quyết định, những đòn tấn công của đối thủ đầy hung hãn, nhịp độ trận đấu của Geeta hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này, thời gian chỉ còn lại 22 giây, điểm cách biệt là 1 năm, Geeta lúc này muốn chiến thắng còn khó hơn lên trời. Ngay lúc đó, Geeta nhớ lại động tác giả mà cha đã từng dạy và có thể giành được 5 điểm độ khó. Cô tận dụng thời gian còn lại để tìm kiếm cơ hội, thắng bại chỉ ở một bước này. Cô thắng rồi, Geeta đã giành được chức vô địch, cũng tự tạo nên kỳ tích cho chính mình. Khi Mahavi ở trong đây nghe được quốc ca Ấn Độ, ông biết con gái cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ của mình. Đúng lúc này, một nhân viên mở cửa căn phòng, ông vội vàng chạy đến khán đài. Thấy cha xuất hiện, Geeta bỏ mặc các phóng viên để chạy tới chỗ ông. Nhìn tấm huy chương của Geeta, Mahavi cuối cùng cũng nói ra một câu mà mọi người vẫn luôn chờ đợi. Ta tự hào về con.